Hồ Bích Trâm thừa nhận hài hước mình não cá vàng. Vừa qua thì Hồ Bích Trâm chia sẻ câu chuyện cười ra nước mắt khi súng xính lên đồ đến địa điểm quay hình nhưng lại nhầm lịch. Cũng giống như chúng ta thì các sao Việt cũng có những lúc quên trước quên sau và gặp tình cảnh lộn lịch lộn giờ. Hồ Bích Trâm tiếp tục gia nhập vào hội những sao Việt não cá vàng. Hồ Bích Trâm lên đồ đi quay hình xong lại lộn lịch. Vào ngày 23 tháng 2, Hồ Bích Trâm đã chính thức trở lại công việc sau Tết. Nữ diễn viên gốc Quảng Ngãi ăn diện lung linh đến quay hình một chương trình game show. Tuy nhiên, một sự cố lộn lịch đã xảy ra do cô não cá vàng. Hồ Bích Trâm hài hước kể lại câu chuyện trên trang cá nhân rằng: sáng dậy thật sớm, mách ốc, thay đồ, xịt nước hoa thơm lừng, bắt xe, bịt khẩu trang, chân sáo cà tưng, đến điểm quay. Thấy chị Lâm Vĩ Dạ đang quay kìa, nhắn tin cho bé chương trình: em ơi, chị tới rồi, cho chị mận tóc lại nha. Con bé liền hết hồn hoang mang tột độ: ủa? Bích Trâm liền nhanh tay: ủa cái gì bà nội, hay ủa quá ha. Ủa chị, ngày mai mới quay mà. Vậy là do Hồ Bích Trâm não cá vàng đi lộn lịch mất rồi. Trong suốt thời gian nghỉ Tết ở quê thì diễn viên liên tục xuất hiện với hình ảnh bình dị, thậm chí là mặc đồ bộ trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, khiến cho nhiều người cảm thấy không vừa mắt. Trước nhiều ý kiến tiêu cực thì Hồ Bích Trâm đã chính thức lên tiếng phần nào. Hồ Bích Trâm thừa nhận làm diễn viên thì nên diện lên một chút. Biết là vậy nhưng cô làm biến kinh khủng khi ở về nhà chạy lung tung đi tới đi lui vào bếp củi mà đầm hay áo đẹp thì nó kỳ quá. Có nhiều người bảo Trâm sao cứ bận mấy cái thứ đồ bộ như bà đẻ ấy chứ, diễn viên mà ra đường ăn mặc vậy thì thấy kỳ. Sao kỳ ta, mình lại thấy thoải mái, kín đáo mà không hở hên. Rồi bảo mình diễn giả bộ này kia, ôi trời, chi cho mệt vậy. Đi mua bánh gần nhà, chạy xe lên chở bia về cho mẹ, sẵn mua bánh trái cây, thì không lẽ diễn đồ bộ rồi lại về thay hả mọi người? Mệt lắm. Cứ thoải mái mà vẫn lịch sự là được. Chứ đi chơi thì khác nè, thay đồ diện lên một chút liền. Cô giải thích lý do ăn mặc sồ sề của mình. Thoải mái là được, chứ thử đi event, bé Trâm diện đồ lên, cũng ga con gái, cũng ga dáng diễn viên chứ bộ. Mình bận ở nơi hợp lý với bối cảnh thì mình cảm thấy thoải mái nè, cô đã bày tỏ. Còn trước những thắc mắc nói tại sao Hồ Bích Trâm không chịu xây nhà cho mẹ, cô phản hồi: nhà mẹ em cũng to cũng rộng, cũng có mẹ và cu bi ở hà. Xây cho to cho cao rồi mẹ cực, dọn dẹp chứ được gì đâu. Rồi người ta lại ghét nữa. Cứ đầy đủ và ấm áp là được. Nhà của ba ngày xưa nó nhỏ xíu mà ba cha con vẫn sống khỏe qua những mùa bão lũ đấy thôi. Bây giờ đã được thay đổi và sướng gấp 100 lần hồi nhỏ rồi. Hồ Bích Trâm được bình chọn là nghệ sĩ có trái tim nhân ái. Hồ Bích Trâm là một trong những gương mặt nghệ sĩ trẻ có hoạt động tích cực và mạnh mẽ trong làng giải trí Việt. Bất chấp nhiều khó khăn, thử thách, cũng đã được vinh danh tại nhiều giải thưởng. Và những năm qua, Hồ Bích Trâm đã tuyên truyền, vận động và tham gia tích cực vào các dự án thiện nguyện vì cộng đồng, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở miền Trung quê mình vì bão lũ, cũng như những trẻ em nghèo khó. Khi biết tin mình được bình chọn là nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2020, Hồ Bích Trâm thấy rất xúc động và hạnh phúc với vinh dự này, và nó sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh cho Hồ Bích Trâm trong năm 2021 sắp tới. Nữ diễn viên cho biết cô chắc chắn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần này để năm sau có thể tiếp tục được mọi người yêu mến và nhớ đến với tư cách là một nghệ sĩ có đóng góp nổi bật cho xã hội.